trên đường đi câu cá, thanh niên ra tay nghỉ hiệp tóm gọn tên trộm xe máy. Nghi phạm trộm xe cố gắng cầm bình xịt hơi cay chống trả nhưng vẫn không thoát. Qua đây, các hiệp sĩ muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Ngày 2 tháng 8, theo nguồn tin, Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng tên Nguyễn Bùi Hiệp Phát, sinh năm 1993, ngụ đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, anh Đỗ Thế Bình, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức đang đi câu cá trên đường. Khi đi đến địa chỉ số 40 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, anh phát hiện nhóm đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ tấp xe máy vào bua trà sữa với nhiều biểu hiện bất thường như đang chuẩn bị trộm xe, nên anh Bình đã đứng từ xa cách 50m để quan sát. Đúng như dự đoán, lúc này một đối tượng nam tiến tới bẻ khóa xe Future màu vàng đồng của một bàn nhân viên tên Phúc. Tên này tỏ vẻ ma mảnh, chưa chạy liền, mà đợi thời cơ chín mùi mới trộm. Một lúc sau, đối tượng mới leo xe tính chạy ra, nhưng được 5m thì bị anh Bình lao xe tông thẳng vào đối tượng, làm tên này ngã ra đường. Toàn bộ hành vi trộm được camera quán trà sữa ghi lại. Biết khó thoát, đối tượng điên cuồng rút bình xịt hơi cay bỏ chạy, nhưng trước sự truy cản quyết liệt của anh Bình và người dân nên đối tượng đã bị bắt giữ. Anh Bình cho biết thấy đối tượng manh động nên tôi đã vừa tri hô vừa tìm cách cùng với người dân khống chế. Một phần mình cũng từng tham gia bắt nhiều vụ trộm cướp nên cũng có kinh nghiệm để xử lý. Khuyến cáo ai không có kinh nghiệm không nên bắt lũ trộm cướp một mình. Cặp đôi nam nữ đi cùng ban đầu thấy đồng bọn bị bắt nên đã rủ ga bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hiệp Bình Chánh đã có mặt kịp thời để di lý đối tượng về phường. Hiện vụ việc đang được công an phường điều tra làm rõ. Còn bạn thấy sao về hành động quả cảm của thanh niên đang đi câu cá mà gặp ngay tên cướp này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.